hãy cùng hướng mắt về các màn hình lớn của sảnh tiệc để cùng theo dõi hành trình đón dâu. Anh Hiển xin phép được kết nối với MC Bảo Hoàng ở bên ngoài sảnh tiệc. Xin chào Bảo Hoàng. Hiện tại Bảo Hoàng đang ở bên ngoài sảnh tiệc và ngày hôm nay Bảo Hoàng đang là người đồng hành cùng với chú rể Mạnh Hùng và cô dâu Ngọc Anh trong hành trình đón dâu. Thì không biết là không khí và cảm xúc của Bảo Hoàng bên ngoài như thế nào ạ? Vâng, xin được cảm ơn MC Ánh Diệm đã kết nối chúng tôi với tất cả quý vị khách quý đang có mặt ở trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, không khí ở khu vực sẵn cơm tiếp của chúng tôi đang rất náo nhiệt. Xem vào đó là cảm giác hoài hồn đang chờ đợi xe dâu sẽ đưa cô dâu cùng chú rể đến với trung tâm hội nghị tiệc cưới phim La Sa để ra mắt toàn thể quý vị quan khách. Và lời nói đầu tiên thì cho phép Bảo Hoàng cùng sẽ được thân gặp cho gia đình hai họ chú rể và cùng được vui vui gặp anh. Xin được lời đón toàn thể quý vị quan khách mời các xuất bản và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chỉ còn một vài phút nữa, xe hoa sẽ đưa cô dâu cùng chú rể về đến trung tâm hội nghị tiệc cưới phim La Sa để ra mắt toàn thể quý vị. Và trong giây phút chờ đợi thì không biết là không khí ở trong khán phòng như thế nào. Hãy gì có thể chia sẻ một chút của quý vị của chúng ta được không ạ? Cảm ơn Bảo Hoàng, chắc chắn là mọi người trong khán phòng ai cũng hồi hộp, ai cũng chờ đợi sự ra mắt của hai nhân vật quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay rồi. Vâng, xin được cảm ơn MC Ánh Diệm một lần nữa, xin được cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cổng chính của đại sảnh để cùng chào đón đời quý hương sẽ đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay tiến vào bên trong khu vực đại sảnh của chúng ta.